Minh Ngân đi. Bà Minh này đi. Bà Minh gì cơ? Gỡ má mắt lại. Rồi bỏ. Thầy Đờn ơi. Bà gì? Bỏ ai nhộm ai nhìn là ngọng. Này ca chưa? Trộm nhớ. Nó ca đâu ca. Giờ bỏ bạn ở đây. Bà quỷ nè. Trộm qua gừng nè. Biết rồi. Cà lấy lấy. Sao ta đang ca là tự nhiên đi quánh cú sổ ra sao? Cà làm cái mắt mà không có thuộc các bạn đó. Trời ơi đó kìa, ngủ tui với bà nội. Thôi nhà bà chưa làm đổ cho mũi. Thì ca, cô ca ca ăn cầu anh. Hai trường hoa gừng. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ tới nhà bà lão Bodero để mình tiếp tục cuộc hành trình quay cho mọi người thưởng thức những bài hát của bà lão. Mình cũng có chở theo thánh liệu. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà của bà nha. Đây, anh Nhạc Công. Nhạc Công có biểu hiện là anh tỷ sồn. Guitar tỷ sồn. Đó, à, đây là bà lão đang mới giang cho đồ má. Nó lớn không để chỗ chặt. Đặt đâu. Nước bay bồn không lên nữa. Mấy hư nữa rồi. Ừ, sao? Cái này ngon rồi. Ăn đi. Ăn cỏ rồi mà ăn. Nuốt chậm lại. Ờ, nuốt đi. Tôi chết hả? Bữa chở rồi chai đến xe rồi. Trời ơi, thị đâu đây nữa. Thị ơi, thị ơi, thị bà. Trời ơi, bị bà để bà hửi chứ bà không ăn. Ờ, đúng rồi.
cái lương mà nghe hát là cái lương nghe mùi thị là ca được luôn, tổ sợ lắm. Rồi vô nhà người ta bà quậy quá rồi sao? Lớn cỡ đúng nào? Lớn bà lớn gì nè. Cho anh ta coi coi cái mộng của bà làm sao. Coi cái mặt của bà làm sao, sao nè. Mặt của bà. Mộng gì? Mộng gì? Mộng đời. Mộng gì? Mộng đốc. Mộng đốc. Thì đi ra tới cổ thạch á, người ta nói kêu má là bà Sáu luôn à. Coi mạng á, thì mà thấy má nhảy hát thì ở ngoài đó rồi. Thấy nó không? Bà Trinh Dung. Còn bà đó là Sáu Liệu. Trời, trai đúng cái 18 rồi, chút cho mẹ phân nghe sao nên ta trời, tâm rét miệng rồi. Còn cái clip mà, còn có chỉ giờ còn cái clip á. Bà đi cứu thạch rồi hả? Đi bà má, đi ngồi cái đầu luôn á. Bà ngãi rồi hả? Hồi đó hai ngồi cuốn làm sao không mà. Vô ngồi vậy? Cái đầu mà 450. Ngồi sau nhiêu? Ngồi sau là 300, 43, đi. Đi ngay xong rồi ngủ á, 3 đêm. Lên đây đến cái góc có thấy là một đêm mày mà không tính thì cần ngủ vô cổ thạch. Ba đêm hai ngày. Chết trời á, định là bà nội ơi, mệt quá. Không sợ chết. Dạ. Chết thì cũng nói gì đâu. Dạ, không có chết á. Cái dây dừa. Cái dừa thì mua thuốc đậu, mua thuốc chuột thì giết vô cái gì đâu lo ấy à. Đúng không? Mua thuốc chuột lại đó. Ừ. Dây dừa sợ con cháu nó nuôi chữ phải không? Thuốc chuột mày bỏ chứ sữa tao đâu quất. Vinh này nói nè, nó nói mai là không có bệnh á, không có bệnh á, cái nói liệt mày cứ qua đem đi sữa bỏ thuốc cho tao uống vô rồi tao đi rồi 12 giờ vậy. Còn bữa nãy cho tao không gặp Tuấn Thị. Tuấn Thị hả? Tôi giòn lắm. Tôi giòn sao mặt bà? Bà tôi giòn được không? Tôi giòn thấy rồi. Ghê quá. Cười coi sao. Cười cái xe bắt bà luôn á. Xe bắt bà luôn á, xe dầm bắt cáo bắt đi luôn á. Tưởng không có dạy á. Chạy mua trăng đi. Ai mua trăng đi. Ai mua trăng. Tôi bán trăng cho chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Đường lên dọc đá nửa đêm trăng tài nhớ câu chuyện xưa. Đầu ông hoàng đó ta xưa chân hàng mặt tư đã hoa quá ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm quang vắng tiếng chim kêu lên như hả ai đắp quạt vậy con quay quá cái ông bảo quản nó không nó kêu không về đúng không ra đúng không bà giờ bà sao giờ bà sao mà ra đây đó bà luôn á bà, bà muốn cái gì bà muốn cái gì bà muốn cái đi á muốn cái gì bà muốn ăn bánh mì không bà muốn ăn bánh mì không ở đây có cái thị nữa hả cái gì em sao em sao nào nhà bả hả? Nguyên cái thị bự chà bá cái lửa bự, chà bá lửa luôn. Một cái thị hai trái luôn. Hai trái chứ có trứng gái còn không á. Thị cây sao? Ủa sao đâu thấy có thị nào đâu đi? Bà nói có thì sao? Chọn sao thì lẻ rồi đi ra sao? Ở đó. Tôi đây cũng lẻ. Để chưa tới. Tôi sao mày biết để chưa tới? Còn tôi qua. Cái hồi nó xua là bỏ cháy rồi. Cái hồi biển nó ăn bán ký như không. Chọn chén thôi nha sáu chứ cái hồi bà liệu rồi bà dột hết chén cái tay nha sáu.
Rồi nó chua với thơm ngon. Mẹ qua canh chua đầu cá hồi. Dập bông điên điển. Rồi quá, quá tuyệt vời luôn. Ông ngoại bán xíu được rồi. Không biết nữa, cái đầu đó là 82. Hai ngày âm thầm đi mình nên rồi. Lại ngủ đi. Sao biết đi âm thầm? Âm thầm. Sao dạ, biết âm thầm. Sao vậy? Dạ sao biết âm thầm? Sao tự nhiên giả cho mặt vậy? Dạ tao giả mặt tao. Cái giả luôn vậy. Đừng giả ăn lẩu canh chua. Canh chua. Nào qua đây. Đừng có lo, để anh lo mắm. Đấy, nước mắm tôi mua cỏ thịt, nước mắm mà. Nước mắm ngon không cô? Nước mắm ngon mà. Ăn đòi hỏi nước mắm ngon nữa. Ăn thì có nước mắm ngon, cá hồi ngon mà. Hồi canh chua là bá cháy rồi, ở đây cá hồi bắt lắm, rẻ không? Mãi 35 ngàn là rẻ. Qua chùa đường ra Quảng Việt á, ngay cà phê quán biển xanh á. Mới đó quên. Mới đó quên rồi. Làm gì quên nhanh dữ vậy? Tao quên nhanh lắm mày. Mẹ cái gì? Chưa Tết á. Tại cái tấm bủ xung này nè. Cơm rồi. Bưng cái cơm lên đưa cho người ta ăn coi. Bưng cái cơm lên đưa cho người ta ăn coi. Và bưng cái cơm lên cho người ta. Lấy đũa. Lấy đũa cho người ta. Lấy đũa lên cho người ta nữa. Ăn đi nha. Dạ anh ăn đi anh. Ăn đi ăn. Anh ăn đi ăn. Anh ăn cho lò cái bản học. Lò cái bản học lên ra đi. Ăn nhẹ bà nấu bà bữa làm nấu lẩu hết rồi. Lẩu xong ăn hết kia bà kêu lấy mì gói ra nấu nữa. Thịt trơn. Dạ mời hai gì vậy? Coi cái clip trời. Coi cái clip á. Clip bà lại ngon không? Ngon lắm. Ngon quá trời ngon. Ngon quá trời ngon. Trời ơi đủ mà lấy. Chứ con nằm kiểu bên tay. Nghe bà húp nghe gọt. Có đủ gấp là được rồi. Cô nghe bà húp nghe gọt gọt. Đuổi từ. Ngon dạ. Lụa dài bên kia là sao? À, chưa ăn dài dạ. Không sao? Dài đó bằng lũ, nhau à. Lụa đen á. Bằng nhau. Đó nói gì? Cái lụa này qua đây nè, đúng rồi ạ. Nè, cái này nó mọt rồi. Bỏ đi ba cái mọt, bỏ ra ăn vừa bệnh chứ. Lụa bị mọt rồi. Đã đủ má ba cốc bông đạo. Bữa bà sáng ngồi kế bà ấy đâu. Không ngồi đây. Bà ngồi kế bên. Bữa qua bà nói luôn của bà đó. Ăn sáng múc bà nấu đó. Bà nấu tôi giật mình luôn. Ngày cũng nghe á. Vậy cái clip lần này cũng khó rồi. Like là khó rồi. YouTube là khó rồi. Tao ăn vậy rồi sao? Tao ăn rồi như vậy sao? Cười mày muốn cái gì? Muốn gì? Muốn gì? Ta hết nồi luôn chứ làm sao? Hết nồi luôn. Thằng không coi ngồi cái hướng à? Ừ. Chỗ là thật nhiều ngồi. Cái này em ơi có bao nhiêu nè. Cái nó chụp con cái mình thấy nó nhá đèn rồi. Ta đâu có nhiều cái chụp. Cái mình đang bến xà bến cọ cái nó đi kiếm mình. Là lẽ được kiều đi sao. Nó cũng phải lấy tiền cho được mà. Cái hồi nó ban vô. Mình ngồi à, mình ngồi đây. Ê chụp hình cái này. Em ơi có bao nhiêu. Cái hồi đưa này nè. Ta đâu có kêu mình chụp đúng không. Thank you.
bao nhiêu rồi đang bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.